những ngày đầu năm học mới cùng với những bức xúc vì những gánh nặng đóng góp đầu năm, dư luận phụ huynh lại một lần nữa nóng lên bởi chỉ mới ngay từ đầu tuần học đầu tiên của năm học, các nhà trường đã thu một lần cả 15 tháng tiền bảo hiểm y tế của học sinh. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ngày 10 tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục chỉ tổ chức thu bảo hiểm y tế 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, đến thời điểm này, tại một số trường đã có từ 50 đến 80% học sinh đóng bảo hiểm y tế một lần cho cả 15 tháng. Sau khi có cái chủ trương của liên ngành bảo hiểm xã hội tỉnh thì trường cũng đã triển khai đến tới phụ huynh của học sinh thì được đồng thuận cao, bởi vì ở đây là cái phường Quang Trung là cũng phường trung tâm, đa số con em là cán bộ công chức, cho nên là phụ huynh đồng thuận cao. Và tính đến thời điểm hiện nay là trường chúng tôi đã thu 15 tháng được khoảng 80%, còn lại 20% đó thì chúng tôi cũng tùy dựa vào cái hoàn cảnh khó khăn của các em mà chúng tôi thu theo từng đợt theo như cái hướng dẫn mới của liên ngành. Trái lại với lời giải thích của các nhà trường, nhiều phụ huynh phản ánh ngay trong tuần đầu tiên của năm học, các nhà trường đã gửi thông báo thu tiền bảo hiểm y tế 15 tháng với tổng số tiền 543.375 đồng. Phụ huynh hoàn toàn không có quyền lựa chọn phương thức đóng 6 tháng hay 15 tháng. Bởi cho tới thời điểm này, chưa có bất kỳ trường học nào trên địa bàn tỉnh tổ chức được cuộc họp phụ huynh đầu năm. Do đó, nói việc phụ huynh đồng tình cao và đều lựa chọn phương thức đóng một lúc 15 tháng bảo hiểm y tế là hoàn toàn thiếu cơ sở. Nói là mức 12 tháng, như 15 tháng thì là coi như là nó cao. 15 tháng thì theo chị có hợp lý không? Hơi nặng gánh đối với phụ huynh thôi. Đầu năm học hơi nặng gánh. Năm học 2015-2016 là thời điểm đầu tiên thực hiện luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, mức thu sẽ tăng từ 3 đến 4,5% lương cơ bản. Việc thu được thực hiện theo năm tài chính thay cho việc thu theo năm học. Riêng đối với năm học 2015-2016 sẽ thu gộp 3 tháng còn lại của năm 2015 cộng thêm 12 tháng của cả năm 2016. Vì thế, với việc thu gộp 15 tháng, số tiền phải đóng tăng gấp đôi so với năm học trước. Điều này gây nên sự bức xúc cho các bậc phụ huynh, nhất là khi phải nộp nhiều khoản đóng góp cùng một lúc trong dịp đầu năm học. Tuy nhiên, ngay khi Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn chia khoản đóng góp bảo hiểm y tế thành nhiều lần, thì vấn đề dư luận và phụ huynh quan tâm lúc này là với những trường hợp đã đóng 15 tháng thì các trường có phương án xử lý như thế nào? Chiều 16 tháng 9 thì nhận được cái công văn của Bộ và cũng của Bộ Giáo dục thì đã chỉ đạo là đúng là thu 6 tháng. Thì nhà trường đã có cái hướng xử lý với những em mà đã nhà trường đã thu 15 tháng rồi thì trả lại cho phụ huynh và chỉ thu 6 tháng. Còn với những cái trường hợp những em mà chưa thu thì nhà trường thu 6 tháng theo đúng công văn chỉ đạo của các cấp. Về phía các nhà trường lý giải, việc thu bảo hiểm y tế được thực hiện theo văn bản liên ngành giữa Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo và Tỉnh đoàn ký ngày 17 tháng 8 năm 2015 và công văn số 1326 của Sở Giáo dục Đào tạo. Thực hiện hướng dẫn đó, các trường đã áp dụng việc thu gộp 15 tháng một lần. Trong văn bản thì có cho phép các nhà trường lựa chọn một trong hai hình thức để phù hợp với cái điều kiện của từng địa phương. Cái này là thuộc trách nhiệm của nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được thông tin thì các nhà trường khi chưa tổ chức họp phụ huynh học sinh đã tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh cả 15 tháng, gây đến cái bức xúc của người dân. Việc này cũng đã được liên ngành Sở Giáo dục Đào tạo, Bảo hiểm xã hội và Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá. Đây cũng là một trong những vấn đề trong tổ chức thực hiện của nhà trường. Vì vậy, đã có văn bản chấn chỉnh với các trường học trong việc tuyên truyền phổ biến, đặc biệt là trong cái hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2015-2016. Sở đục yêu cầu các nhà trường, thứ nhất, một là làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh học sinh hiểu được cái ý nghĩa, mục đích và cái tính chất của cái bảo hiểm y tế nó có tác dụng như thế nào đối với học sinh, con em của họ trong cả quá trình học tập dưới mái trường. Thứ hai
là Sở yêu cầu các nhà trường không tự áp đặt, không được đặt ra, không được quy định việc đóng bảo hiểm y tế phải được thực hiện một lần trong một năm, mà việc đóng bảo hiểm phải được chia ra bằng nhiều hình thức. Vào cuối giờ chiều ngày 18 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo rà soát lại các văn bản, kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, việc đóng bảo hiểm y tế sẽ phân kỳ thu 3 tháng, 6 tháng trong năm học 2015-2016. Tuy nhiên, cho dù thực hiện thu theo phương thức nào, thì điều quan trọng là phải thông tin cho các bậc phụ huynh biết. Từ đó, họ có kế hoạch cụ thể nhằm tạo ra sự đồng thuận